tôi xin được trân trọng giới thiệu Đô Trần Hoài Nam của Bắc Ninh, Cố Đỏ. Gặp Đô Trần Huy Hoàng của Hải Phòng, Cố Xanh. Mời hai đô vào theo lịch chống xe đài. Đây là hai đô vật trẻ và Đô Trần Hoài Nam thì cũng đã từng giành huy chương vàng ở các giải vật toàn quốc và giải vật Đông Nam Á. Và đô rất trẻ sinh 2001 đó. Hai đô theo lịch chống xe đài. Với môn vật này thì để khán giả tiện theo dõi về luật ấy, là phải đánh đối phương nổi hai cân cùng một lúc hoặc ngã ngửa thì là thua. Đấy là cách phân định thắng thua cơ bản nhất. Thế còn thua bình loại do phạm luật đấy thì đến đâu thì chúng tôi sẽ giải thích đến đó. Chuẩn bị hiệp một bắt đầu. Khi nào có hai bộ phận cơ thể của đối phương ra thế thì đi của đô vật thì mới được dừng trận đấu tiếp tục, vì để tránh cái trường hợp mà đô vật đã thua lại cứ bò ra chơi đấy. Cho nên là bao giờ phải kéo được cả đô kia ra. Luật vật dân tộc này là chỉ có trọng tài chính và một trọng tài viên ở ngoài nên không dùng còi, và trọng tài không được vào sân trừ trường hợp mà khẩn cấp mới được vào. Mời trọng tài Duy tay trong phục lên để chuẩn bị bắt biên đi. Thôi ra ngoài rồi. Trận thi đấu đang diễn ra trên sân ấy là trận thi đấu giữa hai vận viên trẻ, hai đôi trẻ là Trần Hoài Nam của Văn Minh Phú Đỏ và đôi Trần Huy Hoàng của Hải Phòng Cũng Xanh. Cả hai đôi này đã từng nhiều năm đi thi đấu trong nước và quốc tế ở môn vật tự do, và nhưng mà ở vật dân tộc thì không nói trước được điều gì cả. Không đan tay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cô xanh chỉnh lại trang phục cho cô đỏ.